tình ca tiếng hát như ngân nga, người hát tình ca tiếng hát như bay xa, người hát tình ca ta du ta nồng nàn nhưng khúc ca vàng. Năm nay chương trình Người hát tình ca sẽ mang đến quý vị những thay đổi nhằm phù hợp với thị hiếu của khán giả. Đặc biệt, những bản tình ca sẽ được phối hoàn toàn mới và hấp dẫn hơn. Tại vòng hát nối, chương trình vẫn sử dụng nút trên bàn của ban giám khảo. Khi ban giám khảo bấm nút của người chơi nào, thì người chơi đó sẽ hát. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến ban giám khảo quyền lực của chương trình. Năm nay, chương trình chỉ có một giám khảo chính, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Và hai giám khảo còn lại sẽ luân phiên thay đổi. Với chủ đề tình yêu và nỗi nhớ, 8 người chơi là những cô gái xinh đẹp và duyên dáng. Ai sẽ bước vào vòng hát đơn? Cô gái có số điểm cao hơn sẽ đi tiếp vào vòng tiếp theo. Và hai cô gái còn lại sẽ chia tay với chúng ta. Ngay bây giờ sẽ là tập đầu tiên chương trình Người hát tình ca 2020. Bức tranh tay khéo hài hòa, mấy ai xinh bằng em.
tôi là Nguyên Khang, chàng lãng tử của Nghề Hát Tình Ca mùa thứ 5. Chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình tối hôm nay. Thưa quý vị, có thể nói khung giờ quen thuộc 21 giờ tối chủ nhật hàng tuần và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 đã trở thành một múi giờ quen thuộc để tất cả chúng ta ngồi quây quần cùng với nhau để lắng nghe những ca khúc tình ca đã rất quen thuộc với quý vị. Nhưng điều đặc biệt đó là với những bản phối mới, những người chơi của chúng tôi thể hiện cái cảm xúc của mình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe và thả mình vào đó. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc mà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã gửi đến cho chúng ta, ca khúc Tam Tuần Tứ Tuyệt, đã mang đến không khí và một phần biểu diễn rất là ấn tượng trong buổi tối ngày hôm nay để cùng bắt đầu với chương trình Người Hát Tình Ca mùa thứ 5 2020. Và trước khi chúng ta đến với những người chơi của ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ba vị giám khảo của chương trình. Đầu tiên xin được giới thiệu đến quý vị vị giám khảo chính của Người Hát Tình Ca mùa thứ 5, nhạc sĩ Đức Huy. Xin được giới thiệu và chào đón diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh. Xin được giới thiệu nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Thưa quý vị, một lần nữa xin chào đón ba vị giám khảo của chúng ta. Xin cảm ơn. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta chính là tình yêu và nỗi nhớ. Với những người chơi, họ sẽ kể những câu chuyện tình của mình bằng âm nhạc. Đôi khi nó chỉ là những ký ức, đó là những cái câu chuyện gắn với tuổi thơ về ký ức của mỗi đời người. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ thả hồn vào âm nhạc và sẽ có một ngày cuối tuần trọn vẹn niềm vui. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của những người chơi trong ngày hôm nay. Mời quý vị sẽ cùng đến với phần thi của nhóm đầu tiên trong chủ đề tình yêu và nỗi nhớ. Vừa đến với bốn cô gái với liên khúc gồm hai ca khúc nổi tiếng Không và Không Hai trong một bản phối khá là sôi nổi và đầy cảm xúc để bắt đầu phần thi ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho bốn gương mặt chúng ta. Thời gian bình chọn bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ Nguyên Khang đang đứng cạnh cô gái đầu tiên trong một chiếc đầm trắng rất là đáng yêu. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Xin được gửi lời chào tới ban giám khảo, tới tất cả quý vị ở trường quay và tất cả quý vị đang xem truyền hình. Em tên là Phương Thảo và em đến từ Hà Nội. Nghệ danh là Phương Thảo. Em đang là ca sĩ hả? Em là ca sĩ hát phòng trà
ở tại Hà Nội. Thưa quý vị, đó là cô gái đầu tiên của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô gái thứ hai. Xin chào em. Lần đầu tiên thì em xin được kính chào ban giám khảo và cũng như là tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay. Xin chào anh Nguyên Hoàng. Em tên là Anh Thi và em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam, nhưng mà em đang lập nghiệp và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tính từ Quảng Nam hả? Vậy đây đâu có phải là giọng gốc của em đâu đúng không? Dạ đúng ạ. Đâu, em gửi lời chào mọi người bằng chất giọng của quê hương mình coi. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay hôm nay ạ. Nghe là thấy thân thương, đáng dạ, yêu thương rồi. Em là ở Hội An không? Dạ em ở Hội An luôn. Hội An ạ. Luôn hả? Dạ. À, là em là ca sĩ ở Hội An hả? Dạ công việc hiện tại của em là một người dẫn chương trình. Trời ơi. Và cũng bé là người dẫn chương trình. Chính ra là em còn đa tài hơn anh nữa. Em dẫn song ngữ luôn. Vừa được em dẫn được tiếng Quảng với em dẫn luôn cả giọng chuẩn miền Nam luôn. Khi nào mà dẫn chương trình xong mà ca sĩ mà đến trễ, em nhào lên sân khấu em hát luôn cho anh nha. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tiếp theo của cô gái đầm đỏ. Xin chào em. Ừ, à, em đến từ Hà Nội à? Dạ không, em sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Nhưng mà hiện tại bây giờ em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À, em đến từ Thanh Hóa. Em Thanh Hóa là em làm gì ở Thanh Hóa? Dạ ngày xưa thì em học âm nhạc ở Thanh Hóa, nhưng mà sau này em vào trong này lập nghiệp. Dạ. Vâng. Thanh Hóa là một nơi mà Nguyễn Khai cũng cảm thấy rất là thích, bởi vì có nem chua rất là ngon đúng không? Bây giờ em vào Thành phố Hồ Chí Minh là làm ca sĩ luôn hả? Dạ vâng ạ. À, em hát dòng nhạc nào? Em thì sở trường của em là nhạc nhẹ và nhạc tình ca. Nhưng mà cũng có một chút là sở đoản nữa, đó là em có thể hát được cả bolero. Dạ vâng. Rồi thôi được, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta đến với cô em út của nhóm nhà. Chắc là quý vị cũng nhận ra là khá là quen đúng không? Em giới thiệu đôi nét về mình đi Ngọc. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Kayla xin được gửi tới ban giám khảo và toàn thể tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là đang xem đài. Lời chúc sức khỏe là chào thân thương nhất ạ. Hôm nay hai cô em, cô chị của em đâu rồi? Dạ, mấy chị có công việc riêng rồi ạ. Chắc là quý vị cũng đã nhận ra đây là một thành viên của nhóm Mắt Ngọc. Em đến với con đường ca hát này lâu chưa? Từ lúc em bắt đầu vào nhóm là cũng năm 2015, đây là cũng gần 5 năm rồi. 5 năm rồi đúng không ạ? Em là người Thành phố Hồ Chí Minh luôn à? Dạ không, người Quảng Nam. Quảng Nam Đồng á. Hương. Ở Đồng Hương với lại cô kia hả? Dạ đúng rồi. À, vậy hả? Rồi mà toàn Quảng Nam chứ. Quảng Nam. Quảng Nam. Quảng Nam là nén. Có bán cơm gà hay cao lầu gì không? Dạ em ăn thôi ạ, chứ em có bán. À vậy hả? Hai chị em có gần nhà nhau không? Tại Quảng Nam em ở Tam Kỳ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Rồi. Như vậy là chúng ta đã vừa làm quen với lại bốn cô gái, bốn chị em. Bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Trước hết tôi xin chúc mừng bốn cô đã hoàn thành cái bài hát của mình một cách thành công. Ai cũng có vẻ như là hớn hở được hát. Nhất là cô Thúy Anh mở màn rất tốt. Vâng, đã tạo một cái đà cho chương trình, bởi vì cái bài đầu tiên quan trọng lắm và quý vị đã mang đến một cái không khí vui nhộn. Xin cảm ơn quý cô. Dạ xong rồi đúng không ạ? Dạ, dạ. Xong ạ. Vâng, xin mời ca sĩ Cao Thái Sơn. Xin chào tất cả các bạn. Sơn thấy mỗi một bạn có một cái phong cách rất là riêng. Về bạn Phương Thảo ấy, thật sự là bạn có một chất giọng rất là tốt, dày, nhưng mà đôi khi cái cảm xúc của bạn không có kiểm soát được, đôi khi là nó mạnh hơn một chút, nó mạnh hơn cái gì mà bạn cần tiết chế. Thế cho nên nếu như mà những bài hát sau ấy, Sơn muốn bạn hãy tiết chế lại một chút để giữ cái cao độ cũng như là cảm xúc nó ở mức độ tốt nhất. Với bạn Hà Anh Thi, bạn hát rất là tốt, một cái rất là riêng, Sơn không có gì để mà nhận xét cả. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Cao Thái Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh. Xin mời. Với chị Kim Anh thì về chuyên môn thì anh Quốc Huy hay là anh Cao Thái Sơn cũng đã chia sẻ rồi. Thì Kim Anh nói thật ra thì đây là một cuộc thi và có thể ở bên ngoài các bạn hát sẽ thoải mái hơn, tự nhiên hơn. Nhưng mà đây là lại là bài đầu tiên nữa, cho nên không thể nào tránh khỏi được cái trường hợp đó là khớp.
À, Thúy Anh thì cái bạn đã nghe Thúy Anh hát ở bên ngoài rồi, rất là hay. Đặc biệt hình như là bài Tàu Anh Qua Núi đúng không? Đúng không? Rất thích cô bé này hát ở bên ngoài. Và hôm nay Kim Anh thấy thì chắc có lẽ là Thúy Anh hơi khớp một chút xíu. Giọng thì rất dày, rất tốt, nhưng mà bị cái câu đầu vào á. Không, không. Có thể người đầu tiên hát cho nên đôi khi hơi bị khớp một chút về cái câu đầu tiên. Không cái là nó hơi bị yếu cái chỗ đó chút xíu. Rõ cái chữ không đầu tiên nữa là tuyệt vời luôn. Hoàn hảo bài hát. Còn về Kim Anh hơi tiếc cho Ngọc. Nghe cái giọng của Ngọc á, hơi bị bé và nó không có cái nội lực. Có một vài chữ của Ngọc là hơi không rõ đó. Thì nếu mà Ngọc điều chỉnh lại nữa là tuyệt vời luôn. Tại vì cái tiết mục này là tiết mục đầu tiên cho nên không thể nào tránh khỏi được những sơ sót. Nhưng mà với Kim Anh thì đây là một tiết mục tuyệt vời rồi. Chúc mừng các bạn. Qua cái phần chào sân này á, thì chắc là Nhật Kim Anh cũng thấy là bốn cô này là bốn cô tính cách hoàn toàn khác nhau. Có cô rất mạnh mẽ mà gọi là cứng rắn và quyết đoán trong tình yêu, nhưng có cô thì nó e dè, nó rụt rè hơn tí xíu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai của bốn chị em trong phần thi của tình yêu và nỗi nhớ. Xin mời. Tiếc nuối để yêu thương xa thật xa, nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua, cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc dẫu muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa u buồn. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là ta chẳng lỡ làng, cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trần, đừng để ta tan chảy còn sống buốt giá cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Tình yêu sơ khi cho anh đã bao ngày thầm lặng, nhìn anh không nói đến câu, nói chi đây lòng xót xa đi bên đời anh, và thấy anh chịu nhiều đắng cay mà tim em đây vì yêu anh nên đau giá rời.
trái tim bên lề rất đau vì biết anh chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã chẳng em rồi dù cho tháng năm kia đổi thay dù cho bao mong manh mãi nơi này dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi tan trong vòng tay giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy nếu thời gian dừng lại nơi đây trở về những phút giây ban đầu Thưa quý vị, nếu như ca khúc đầu tiên là một sự tuyên bố mạnh mẽ trong tình yêu thì chúng ta thấy ở bản mashup thứ hai gồm hai ca khúc nổi tiếng Trái tim bên lề và Như những phút ban đầu thì đó là một cái cảm giác đau đớn, dằn vặt khi mà không đến được với một cuộc tình trọn vẹn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để bình chọn cho bốn chị em trong phần thi vừa rồi. Thời gian bình chọn của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ ưu tiên cho nữ ca sĩ Nhật Kim Anh sẽ nhận xét trước. Sao trời Kim Anh? Sao cho em khó vậy? Với bài hát này á, thì thật sự ra mọi người hát rất là cảm xúc, thật sự luôn. Với Phương Thảo thì lần này bạn tiết chế được hơn và nó mượt hơn, cho nên là chúc mừng bạn. Còn Thúy Anh thì bây giờ thì Kim Anh không còn dám nhận xét bạn nữa, tại vì cái giọng quá tuyệt đi. Kim Anh nghe rất là nổi da gà khi mà bạn lên cái phần cao trào khúc cuối, cái đoạn đó bạn vuốt rất mượt và rất đã luôn. Cảm ơn rồi sao cũng chúc mừng tất cả các bạn. Cảm ơn ca sĩ Nhật Kim Anh. Xin mời ca sĩ Cao Thế Sơn. Sơn đã từng trải qua rất là nhiều cuộc thi hát. Thì cách đây 17 năm, Sơn giống như các bạn vậy, là cũng đứng trên sân khấu và thi với những ca sĩ chuyên nghiệp. Thì quả thực là cái cảm giác khi mình đi biểu diễn bên ngoài, mình hát thoải mái, mình hát đúng hết rồi. Mình lúc đó mình mới ấy được đúng không anh, cực mình kiểm soát được thì là thoải mái, cho nên là cái tâm lý hát nó khác, mình hát trước khán giả là khác. Còn giống như bây giờ các bạn đang thi với nhau là những ca sĩ đã từng đi biểu diễn, thậm chí là rất là chuyên nghiệp và đã hát ở phòng trà, cho nên cái tâm lý lúc mà lên sân khấu á, nó sẽ bị thay đổi rất là nhiều, cảm giác như đang bị thi. Và Sơn chỉ mong là các bạn bây giờ hãy nghĩ đây không phải là cuộc thi gì hết, đây là nơi để mình trao gửi cảm xúc cho tất cả những bài hát của mình để có thể hát hay nhất có thể. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là mình hát hay nhất và truyền tải cảm xúc. Với Hà Anh Thi thì Hà Anh Thi bây giờ thì lại khi mà bạn xuống dưới thấp, cái âm vực nó bị quá tù lại. Có thể là do quãng giọng của bạn, phải hát cao hơn thì nó mới sáng. Giống như Sơn cũng vậy, nếu như Sơn hát những ca khúc mà cao ấy thì hát rất đã, nhưng mà nếu như hát ca khúc mà âm vực mà thấp thì mình cảm thấy rất khó chịu. Còn về Ngọc Kayla thì anh thấy là Ngọc đã cố gắng hát cũng tốt hơn, nhưng mà có một vài cái chỗ thì nó vẫn còn bị giống như còn bị rụt rè, làm cái cột hơi của mình nó bị ảnh hưởng đến câu hát. Thế nhưng mà cũng đã tốt rồi, đã cố gắng rất là nhiều so với bài trước. Thật ra là cái tâm lý của cái người mà đi đã từng đi biểu diễn, đã từng hát trước khán giả mà bây giờ phải đi thi ấy, là đôi khi cảm giác khó chịu lắm. Nhưng mà không sao, tất cả các bạn đều trình diễn thành công. Và Sơn hy vọng là nếu những bài hát sau mà là bài ballad nữa ấy, hãy cố gắng có những câu, có những chữ bỏ to, thả nhỏ vào, nghe cảm giác nó smooth, nó êm tai. Và những đoạn mà cần đẩy lên cao trào thật là cao nữa thì đẩy căng ra. Nhưng mà phải cảm xúc của mình là quan trọng nhất, để mà khán giả và tất cả mọi người ở đây đều nghe cảm thấy đã. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Xin mời phần nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy. Mời anh. Thế thì có một cái mà tôi nhận thấy mà tôi xin chia sẻ với các bạn. Khi mà mình có cái phần trong một cái bài mà bốn người hát như thế này đó,
Và trước khi trình diễn thì tôi đề nghị là các bạn nên xét lại xem cái tầm âm của mình nó có vừa với cái phần chia hay không. Tôi thấy bên này một trường hợp thấp xuống không thế, bên này là một trường hợp cao không lên nổi. Thế tại sao chúng ta không đổi cái phần? Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là tôi mong các bạn phải để ý cái này. Các bạn hát, các bạn phải tỉnh táo, các bạn phải bén nhạy. Khi mà Phương Thảo gây được sự chú ý mỗi lần cô ấy cất tiếng hát, thì khi mà cô ấy ngưng là anh Thi vào, thì anh Thi phải để ý là wow, mình phải làm sao để mà bắt vào, có chỗ đứng với cái bạn này chứ. Chứ giờ mình cứ hát như mà mình vẫn thường hát thì mình bị lép quá. Không được, đó là cái mà bạn phải tỉnh táo. Thế thì bạn Thúy Anh này rất tỉnh táo, hai bạn này đứng xa, thế nhưng mà mỗi lần đến phần của bà là bà, tôi sẵn sàng, tôi bước vào với đầy đủ cái tự tin. Thì nếu mà các bạn nắm được cái đó thì tôi nghĩ là cái màn mà hát tiếp hơi này nó sẽ hào hứng vô cùng. Và xin cảm ơn các bạn. Nhau. Nó giống như là một dạng tỷ thí võ công đó các bạn. Trước khi mà chúng ta xuất chiêu thì phải có giai đoạn dẫn nội công trước, để khi mà đối thủ của mình vừa mới kết thúc chiêu là mình phải tung chiêu ra liền, đúng không ạ? Không, nhưng mà thông cảm cho các bạn, tại vì đang thi cuộc thi nào cũng vậy. Anh Sơn cũng từng thi, Kim Anh cũng từng thi, ai cũng bị một cái khớp ở trong một cái cuộc thi. Nhưng mà thật ra thì những cái lời nhận xét của anh Sơn nó là rất là chính xác. Vì vậy cho nên các bạn cố lên để mình vòng sau mình sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ cần để ý một chút xíu thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là bốn cô gái của chúng ta với hai cái bản mashup gồm hai ca khúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bốn cô gái xinh đẹp tiếp theo. Chà, cảm giác giống như hôm nay là ngày hội của những bông hoa vậy. Chúng ta hãy cùng xem những bông hoa này sẽ thể hiện cái màu sắc, cái hương thơm của mình như thế nào trong khu vườn của người hát tình ca. Mời quý vị sẽ cùng đến với bốn người chơi tiếp theo. Xuân ngất ngây ta cùng say, có nhớ đêm nào nhớ vun ban đã chót yêu nhau, xin nhớ tìm nhau nhớ hoa đắm niềm say, chim đắm trời mây, lòng ngát niềm hương chết tôi trao ngàn kiếp thế sợ nào có phai mờ. Có nhớ đêm nào nhìn chung ánh trăng mơ màng, hạnh phúc đã đến đây rồi và đời là một bài thơ. Chung anh trăng mơ mơ màng ngả,
đời là một bài thơ. Quý vị, chúng ta vừa đến với bốn cô gái xinh đẹp trên sân khấu với ca khúc Có Nhớ Đêm Nào. Và bây giờ mời 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho bốn cô gái xinh đẹp của chúng ta. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen, giao lưu với bốn cô gái xinh đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với cô gái đầu tiên. Xin chào em. Dạ, lời nói đầu tiên em xin gửi đến ba vị giám khảo và các bạn ở trường quay ngày hôm nay ạ. Và xin chào anh MC đẹp trai. Cảm ơn em. Trời ơi, ở đâu ra một tiểu tiên nữ xinh đẹp như thế này? Em tên gì và em đến từ đâu? Dạ, em tên là Cao Phương Thúy. Hiện tại em là diễn viên tự do. Diễn viên? Dạ. Hèn chi, đẹp quá trời quý vị. Em là diễn viên sân khấu hay là diễn viên dạ, điện ảnh? Dạ, hiện tại em đang là diễn viên sân khấu kịch Hồng Vân. Diễn viên sân khấu kịch Hồng Vân à? Em đóng vở gì? Dạ, Thanh Xà Bạch Xà. Trời ơi, đây chính là Thanh Xà trong truyền thuyết đấy sao? Dạ không, em làm tiên mẫu, Bách Hoa Tiên Mẫu. Bách Hoa Tiên Mẫu hả? Trời ơi, chị này chỉ đẹp vậy cho Thanh Xà cũng được cái gì ha? Rồi, thế là em ngoài công việc diễn viên là em còn đi hát nữa hả? Dạ, thời gian gần đây em có tham gia một số hoạt động ca hát chuyên nghiệp ạ. Và em đến với chương trình này mục đích là trải nghiệm và học hỏi, muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nữa ạ. Quê em ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Em người Sài Gòn. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô thứ hai. Chào em. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến ban giám khảo và quý vị khán giả tại trường quay. Và xin chào MC Nguyên Khang ạ. Em có phải là người thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ không ạ, em là người Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Cũng cách thành phố chừng tiếng máy đi xe. Em đang làm công việc gì? Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Trương Bảo Như ạ. Công việc của em là một ca sĩ ạ. Và em thường hát ở những nơi nào? Dạ, em cũng hát ở các chương trình truyền hình, rồi sân khấu tụ điểm, rồi các phòng trà. Dạ. Rồi, cảm ơn Như rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cô thứ ba. Em giới thiệu đôi nét về mình đi. Lời đầu tiên cho phép em xin được kính chào ba vị giám khảo cùng với toàn thể quý vị khán giả cùng với anh em xin Minh Khang và ba chị em ở đây ạ. Yeah. Em tên gì, đến từ đâu? Em là Trương Diễm và em đến từ Kiên Giang. Hiện nay em là ca sĩ tự do. Hát một câu giới thiệu về Kiên Giang của mình đi. Kiên Giang. Có cái bài gì Kiên Giang mình đẹp lắm sao gì đó, anh nhớ rồi mà. Kiên Giang mình đẹp làm sao. Vậy thôi anh. Ôi da, ôi Kiên Giang mình ngắt vậy hả? Ôi tí xíu vậy thôi hả? Dạ, như là thấy Kiên Giang em đẹp rồi anh. Đẹp dạ. Rồi, nhìn em là anh biết Kiên Giang quá đẹp rồi. Anh thấy đi từ Sài Gòn đi Kiên Giang xa quá trời luôn, nhưng mà xa. Rất đẹp. Mà em hôm nay mà hát có một câu ngắn cũng có cảm giác giống như là đi một cái dèo là tới Kiên Giang liền. Tôi để ý nhất cô này là tại vì sao? Cứ nhạc lên là cổ thể hiện cái cảm xúc của cổ liền. Đây thưa quý vị, nữ hoàng diễn xuất của chúng ta trong đêm nay. Yeah. Bây giờ chúng ta qua với chị Mã Lệ Phi Xuân. Yeah. Kiếm đâu ra cái áo mà chỉ thiếu wèo 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 là nữa là em đã trở thành Angelina Jolie rồi. Bây giờ giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì đến từ đâu? Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em cũng xin gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo và tất cả quý khán giả đang ở trường quay và anh MC dễ thương. Em tên là Mai Thiên Trang và em đến từ U Minh ạ. U Minh hả? Trước đây thì em làm việc và sinh sống tại Hà Nội và em vào đây để chăm sóc mẹ và tiện đi làm hơn. Như vậy là em sinh ra ở Cà Mau. Dạ. Sau là, thưa quý vị, Cà Mau là ở mũi đất nha. Sau đó chị bay ra Hà Nội chị sống. Sống thời gian xong bây giờ chị vô thành phố Hồ Chí Minh. Chính ra là em cũng di chuyển và sinh sống ở rất là nhiều nơi em hả? Vậy em sẽ làm công việc gì để kiếm sống? Dạ, buổi tối thì em đi hát phòng trà. Còn buổi sáng thì em đi làm bên MC dạ. MC luôn. Nãy giờ em coi hai chương trình là coi như là thấy toàn là có những người muốn chặt chém anh không. Trời ơi thiệt á. Muốn kiếm nghề của anh Khang luôn rồi. Không phải. Tại chương trình cũng đang tìm kiếm một MC nữ đó. Tại mấy năm rồi anh đứng con mình nè. Dạ. Cho nên là biết đâu mấy cô này vừa đẹp và vừa hát hay thì tương lai là người hát tình ca lại có một cặp thì sao, đúng không? Cảm ơn em rất nhiều.
Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ba vị giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Cái bài hát này là Có Nhớ Đêm Nào. Tôi thì tôi nhớ đêm này lắm. Còn gì bằng mà được ngồi đây và thưởng thức phần trình diễn của bốn cô xinh đẹp, tứ đại mỹ nhân. Vâng. Và bốn cô nào hát cũng hay, cô nào cũng duyên dáng cả. Một xin một tràng pháo tay. Xin cảm ơn. Dạ xong rồi đúng không anh? Dạ. Thường anh Huy mặc mấy cô nào mà đẹp đẹp anh nhận xét ngắn gọn vô. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với anh Cao Thái Sơn. Xin mời Cao Thái Sơn. Hôm nay thấy anh Đức Huy đúng là cực kỳ tuyệt vời. Anh Đức Huy chỉ nhận xét mỗi cái là các em thí sinh hôm nay là hát nói chung là cũng tương đồng nhau. Yeah. Và rất là đẹp. Nhưng cái này là đúng, không phủ nhận. Không phải đâu Sơn ơi, tại có bà xã đi đâu có dám khen nhiều quá. Đừng tới đó rồi. Không, bây giờ tôi thì tôi xin thưa với quý vị là tôi nhớ cái câu này từ lúc mà tôi còn bé. Mẹ tôi dạy tôi á, nói phải á thì củ cải nó cũng nghe. Cái đây đẹp như này mà không nói thế nào khác được. Thế dạ. Thì xin mời Sơn. Thế thì thôi về Phương Thúy, xuyên suốt một câu hát của em khi mà em biểu diễn, trong câu hát mình có quyền lơ nhịp, nhưng lơ nhịp thì mình phải đón và cái câu sau nó phải đúng và phách. Nhớ hoa đắm niềm say, chim đắm trời mây, lòng ngát niềm hương ấy. Thì nó sẽ chuẩn hơn. Có một tí xíu thôi. Về chất giọng của em, về phong cách của em, về ngoại hình của em rất là sáng sân khấu. Với Bảo Như thì em có một phong cách rất là trẻ trung, tự tin. Anh thích điều đó. Về chất giọng của em thì em cũng có độ nhấn nhá trong từng câu hát, có cách xử lý riêng của mình. Khi mà nhắm mắt lại, điều quan trọng nhất đối với một ca sĩ là mang cái chất riêng của mình đến với khán giả. Khi khán giả chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhận ra được, à, đấy là ca sĩ nào. Đấy là điều quan trọng nhất. Có thể mình không hoàn toàn xuất sắc về toàn diện, nhưng phải có một cái điểm riêng cho chính cái giọng hát của mình, không lẫn bất cứ một ai. Thì đấy là điều em đã làm được. Chúc mừng em. Với Trương Diễn thì em cũng có một cái giọng hát có nội lực. Về độ nhấn cái câu, ví dụ như cái câu đầu tiên là có nhớ đêm nào mình chung với nhau nơi này. Em lơi, anh thích câu đấy của em, rất là thích. Vì cái người hát đầu tiên sẽ bị áp lực rất là nhiều. Và cái câu xử lý đầu tiên cũng là cái câu để gây ấn tượng đối với khán giả. Và anh cũng chúc mừng em là em hát rất là tốt. Với Thiên Trang thì Thiên Trang cũng có một phong cách biểu diễn rất là lôi cuốn. Nhưng mà có một vài đoạn thì anh nghĩ là lát nữa nếu như mà em thi những phần thi sau ấy, em tiết chế cái phần mà trình diễn của mình để giữ cho cái cột hơi của mình nó được chắc. Để khi mà có những cái đoạn mà em hát xuống thấp ấy, nó rõ hơn, nó không bị tù và cao độ của nó được giữ vững. Tại vì thật ra là khi mà thi hát ấy, điều quan trọng nhất đấy là mình phải hát thật hay. Trình diễn là phụ. Đấy là quan trọng nhất về cái giọng hát của mình để cho em có thể là em chiến thắng được tất cả. Đặc biệt là cái sự tự tin của mình. Có thể tất cả các em đều đã đi hát rồi, nhưng mà khi mà đứng trên sân khấu này là một sân khấu hoàn toàn khác. Cho nên cảm xúc sẽ bị thay đổi rất nhiều. Và anh chúc mừng phần thi của tất cả các bạn đã rất là thành công. Xin được cảm ơn nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Xin mời diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh. Nói chung toàn diện thì bốn cô mỗi người một vẻ, ai cũng có một cái nét riêng của mình hết. Và với Kim Anh thì hiện bây giờ Kim Anh rất là ấn tượng với lại Trương Diễm. Kim Anh rất thích cái độ lơi của bạn và cái nhã chữ của bạn. Cái giọng á, xử lý nghe rất là thích. Về phần Thiên Trang á thì Kim Anh hơi tiếc cho Trang chút xíu. Cái giọng của Trang á nó có cái đặc trưng rất là riêng, nhưng mà bạn hát nó đang bị rung hay cái gì đó thì Kim Anh không biết, nhưng mà chưa có được rõ lời cho lắm. Kim Anh hy vọng rằng là sau cái tiết mục này thì có lẽ các bạn sẽ cố gắng đẩy cái nội lực lên và thoải mái tỏa sáng hơn. Tại vì mình đừng có khớp gì hết, đây là một cái sân chơi và ai cũng có một vẻ riêng của mình.
ai cũng có một chất giọng riêng của mình hết. Thì Kim Anh hy vọng rằng là cái tiết mục sau của các bạn sẽ tốt hơn nữa. Vì vậy cho nên cố gắng lên nha, chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã động viên tinh thần của bốn chị em. Thưa quý vị, bốn tiểu tiên nữ của chúng ta sẽ bước vào phần thi tiếp theo. Và lúc này đây các bạn phải cố gắng thể hiện phong độ một cách tốt nhất, bởi vì ban giám khảo của chúng tôi cùng với 100 khán giả sẽ chỉ chọn hai cái tên bước tiếp vào phần thể hiện đơn. Và ngay bây giờ, một tràng pháo tay khích lệ động viên tinh thần, phần 2 bắt đầu. Thưa
quý vị, chúng ta vừa đến với một bản mashup cùng rất nhiều ca khúc nhạc Trịnh nổi tiếng. Bây giờ, 100 khán giả có mặt tại trường quay, xin hãy dành những sự bình chọn cho bốn cô gái của chúng ta. Thời gian của quý vị bắt đầu. Xin mời quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét đầu tiên. Xin mời ca sĩ Cao Thế Sơn. Xin nghĩ bài hát vừa rồi mà các bạn thể hiện là một bài hát hơi quá sức so với các bạn. Tại vì đây là những bài hát rất khó, không dễ để thể hiện. Khi mà các bạn muốn hát những bài hát này mà thật hay thì cần phải có sự trải nghiệm. Về chương diễm thì bài hát này em so với các bạn thì em vẫn có một chút gì đấy, đã có sự tự tin. Vì cái sự tự tin đấy của em nó đã lấy được lại những cái phong độ, cũng là những cái mà thể hiện trong cái bài hát này. Quả thực bài hát này là một bài hát cực kỳ cảm xúc. Ví dụ như cái câu đầu tiên của phần 2 khi mà em hát ấy, thì anh lại cảm giác như là nó đang có một cái gì đấy anh nó chưa tương xứng với cái hòa âm. Câu đấy là câu gì nha? Chiều nay còn mưa sao em không lại. Đó, ví dụ như em hát bây giờ thì anh rất là thích này. Nhưng mà hồi nãy em hát, anh lại không cảm nhận được cái điều đó. Nó bị thiếu thiếu một cái gì đấy để mà nó quyện với cái nhạc hơn. Nó không có thoải mái hơn như lúc nãy. Bây giờ thì nó hoàn toàn khác, em hát tốt hơn nhiều. Với Thiên Trang thì Thiên Trang vẫn có một cái điểm yếu là những cái đoạn em xuống dưới thấp nó bị hơi mờ. Có thể là cái quãng giọng của em nó cần về tăng tông lên một chút nữa thì nó sẽ phù hợp hơn. Xin cảm ơn nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Trước hết thì tôi phải khen ngợi cái sự can đảm của các bạn. Một cái tác phẩm mà nó đã được lưu truyền trong dân gian 3-40 năm, ai cũng quen với bài đó. Không phải là 100 người mà có thể là 200-300 ca sĩ đã hát rồi. Thế thì các bạn rất can đảm khi mà các bạn nhận lãnh cái bài này. Bởi vì đương nhiên các bạn sẽ bị soi với những người hay nhất. Thế chỉ có một cách thôi, tôi mách các bạn. Hãy là chính mình. Trường hợp này đúng nhất là tôi gửi đến lời khuyên đến Bảo Như. Bạn bớt nghĩ đến những cái kỹ thuật, những cái luyến lấy như là mà chỉ chú tâm vào hát cho tròn cái cảm xúc của cái câu mình hát. Ngược lại với trường hợp của Bảo Như thì Trương Diễm, bạn đã có rất nhiều cảm xúc. Tại sao? Tại vì hình như là cái bài này bạn hát là bạn bảo tôi chỉ hát cho vui, bất cần. Có thể cái năng lượng đó đã giúp bạn thành công. Và cái sự do dự, nhất là đối với những cái nốt thấp của Thiên Trang đó, nó giống như là một người mà đạp xe đạp lên dốc nhưng mà chân lúc nào cũng đạp cái thắng, tại vì sợ té. Thì nếu mà bạn lên dốc mà bạn đạp thắng làm sao bạn lên dốc được. Còn Phương Thúy đó, thì tôi rất thích cái lối nhả chữ rất lạ của bạn. Nó giống như là một người kể chuyện lại cái bài hát. Nói chung đó là tôi mong rằng cái bài hát vừa rồi thì các bạn đã học được một cái kinh nghiệm đó. Là cái nào mà càng quen, cái nào mà càng thấy là có vẻ dễ ăn đó, thì làm ơn đầu tư gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần vào cái bài hát đó. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh. Thật ra như anh Ánh Huy mới vừa nói xong thì nó thật sự ra là cái bài hát này nó khó lắm. Nó chuyên về tự sự nhiều hơn. Về Bảo Như, chị chỉ tiếc, Kim Anh tiếc một chút xíu thôi là bạn hát chữ đồi núi. Nhưng mà đồi núi mà bạn lại hát là đồi núi. Đồi núi. Đồi núi. Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ. Đó, nó cái chỗ đó là sai. Tại vì rất quan trọng về cái cách nhả chữ. Có thể khi bạn đọc thì là như vậy, hoặc là những người hát trái tim, mình phải hát trái tim chứ không thể nào trái tim được. Đồi núi là phải đồi núi chứ không thể nào là đồi núi. Nó tiếc cái chỗ đó. Bài này thật sự phối rất hay nhưng mà bị khó, cái độ khó cao. Và hơn nữa các bạn trình diễn như vậy, đối với riêng Kim Anh thôi, Kim Anh cảm thấy là tuyệt vời rồi. Không cần phải đòi hỏi quá nhiều. Quan trọng nhất là những cái mà anh Huy nói hay là anh Cao Thế Sơn nói thì mình điều chỉnh lại chút xíu. Để sao? Để mình tốt hơn, mình giỏi hơn. Ở những phần thi khác, mình sẽ thành công hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin được cảm ơn các nghệ sĩ của chúng ta đã đưa ra những lời góp ý và phải lưu ý hơn trong cái cách mà chúng ta nhả chữ của mình cũng như là cách mà chúng ta sử dụng phát âm. Và thưa quý vị, như vậy là hai cô gái có số điểm cao hơn sẽ đi tiếp vào vòng tiếp theo và hai cô gái còn lại sẽ chia tay với chúng ta. Hãy cùng chờ đợi, chúng ta sẽ biết được bốn gương mặt sẽ thể hiện phần hát đơn của mình, đó sẽ là những ai. Thưa quý vị, bốn cô gái đã thể hiện phần thi của mình trong đêm nay và trên tay của Nguyên Khang là điểm số của cả bốn cô gái. Ở đây thì chúng ta thấy là số điểm có sự chênh lệch, sẽ có hai bạn có số điểm cao hơn sẽ đi tiếp và hai bạn chia tay cùng với chúng ta. Đứng ở vị trí thứ tư với 66,6 điểm, vị trí thứ ba với 70,4 điểm, vị trí thứ hai 72,3 điểm và vị trí thứ nhất 74,2 điểm. Chúng tôi xin được chúc mừng gương mặt đầu tiên bước tiếp vào phần thi hát đơn với 74,2 điểm. Đó chính là Thúy Anh, xin chúc mừng. Gương mặt thứ hai với 72,3 điểm, xin được chúc mừng, đó chính là Phương Thảo. Rất tiếc là chúng ta sẽ chia tay hai cô gái, Anh Thi với 70,4 điểm và Ngọc Hay La với 66,6 điểm. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, như vậy là với kết quả vừa rồi thì chúng ta sẽ còn có một nhóm nữa và sẽ công bố hai người tiếp theo sẽ bước tiếp vào phần hát đơn bốn người. Kết quả này sẽ được chúng tôi công bố vào tuần sau. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Người Hát Tình Ca mùa thứ 5 và hy vọng rằng quý vị luôn đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 21 giờ mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Tôi là Nguyễn Khang, chàng lãng tử của chương trình Người Hát Tình Ca mùa 5. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc mừng hai người chơi đầu tiên bước vào vòng hát đơn. Hai chiếc vé còn lại sẽ thuộc về ai? Tuần sau, tại vòng hát đơn, bốn người chơi sẽ thể hiện những ca khúc mà mình yêu thích nhất. Họ sẽ đưa khán giả chìm đắm vào những bản tình ca lãng mạn của một người đang yêu hay những giai điệu sôi động của một tình yêu nồng cháy. Lệ xót cho em được không? Người nào có tổng số điểm cao nhất từ ban giám khảo và 100 khán giả tại trường quay sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 2 chương trình Người Hát Tình Ca sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau, thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2020 vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.